nhà không thể có góc khuyết. Nhà tốt phải là ngôi nhà vuông vắn, hình vuông hoặc hình chữ nhật, không bị lõm góc. Nhiều người khoe rằng nhà tôi nở hậu, thật ra họ bị nhầm. Nhà họ hình chữ L, tức bị mất một phần của góc nhà. Một gia đình muốn thật sự hạnh phúc nên tìm ngôi nhà vuông vắn. Vì vậy, nhất định không mua căn nhà bị khuyết góc, ắt sẽ ứng nghiệm việc di dời, nhiều biến động cho gia đạo. Thời nay, Khải Toàn thường xuyên đi xem phong thủy nhà, nhất là căn hộ. 6 trên 10 nhà luôn bị khuyết góc, tức là không vuông vắn. Khi nhà khuyết góc, ảnh hưởng đến thành viên tương ứng với góc đó theo đồ hình hậu thiên bát quái. Đại kỵ một ngôi nhà khuyết Tây Bắc hoặc Tây Nam. Khuyết Tây Bắc đại diện cho người cha thường xuyên không về nhà, thậm chí vận trình kém. Ngôi nhà khuyết góc Tây Nam ứng nghiệm với nữ gia chủ, người này dễ có bệnh, vận không tốt. Ngôi nhà khuyết góc Đông đại diện ảnh hưởng đến con trai lớn hoặc khó có con trai. Các bạn nhìn vào đồ hình này, mỗi thành viên đại diện cho một phương vị. Khi ở ngôi nhà thiếu góc, chúng ta có thể dùng tranh hoặc linh vật tương ứng với ngũ hành để trấn. Điều này giảm đi hung sát, giảm đi vài phần không thể hóa giải hoàn toàn. Ví dụ khuyết góc Đông có thể đặt vật thuộc mộc như tranh ảnh về hoa, tranh mèo. Một lần đi xem căn hộ Him Lam ở quận 6, cô gia chủ ngoài 60, Khải Toàn dành gần 2 giờ đồng hồ để nghe cô tâm sự về người con lớn tuổi đi mất, đi vài tháng không một lời nhắn, cô rất lo lắng. Ngôi nhà này bị lõm góc Tây Bắc. Phương vị Tây Bắc đại diện cho cha, đại diện cho người đứng đầu công ty và cả con trai lớn. Giả dụ bạn ở một ngôi nhà thiếu góc, một ngôi nhà xuất quái hay một ngôi nhà có phong thủy xấu mà chưa thể dọn đi, thì phải làm sao? Vâng, phải cố chấp nhận thôi. Chẳng có thần Phật chúa trời nào giang tay cứu giúp bạn cả. Nếu bạn tín nguyện họ sống thiện lành thì thần Phật chúa trời ban cho bạn sức mạnh tâm thức, nhưng họ không thể nhấc bạn từ chỗ này, từ vũng lầy sang một đồng cỏ đầy hoa thơm được. Những bậc thánh nhân họ trải qua trăm ngàn kiếp nạn tu luyện có được đức hạnh, làm gì có chuyện vì lòng thương, vì vài món xính lễ mà xóa hết nghiệp tội giúp bạn, hoàn toàn là mê tín. Thế nào là ngõ cụt? Ngõ cụt tức là ngõ chết, là đường cùng. Khi nhà bạn ở cuối con hẻm, không có con đường nào khác để ra, thì đó là nhà ngõ cụt, khó lòng phát tài. Ở một cách cụt khác, bốn mặt là đường, đường vòng quanh nhà nhất định không phải các lợi, tai họa không thể nào chống đỡ. Hoặc là hai bên nhà đều có đường, chỉ phù hợp kinh doanh, khá tai hại khi sống ở đây. Làm việc gì cũng khó thành công, có thể gặp phải đạo tặc hao tiền và thường vướng vào thị phi. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ là nói về trái phải nên cân xứng. Bạn được bảo hộ bởi trái và phải. Chu Tước Huyền Vũ là nói về trước sau, lưng nên có điểm tựa, phía trước nên thông thoáng. Đây là cách cục hình thể đẹp nhất trong phong thủy từ xa xưa. Không riêng gì Khải Toàn, hầu hết các thầy phong thủy đều nắm khẩu quyết cơ bản này. Tương tự, bạn ngồi làm việc, trái phải nên cân xứng, hoặc bên trái có thể cao hơn, có đồ, có tủ cao, cao hơn bên phải. Lưng có điểm tựa vững chắc, tầm nhìn trước mặt nên thông thoáng và dễ chịu.